Hôm nay mình xin hướng dẫn cách để đăng bài trên web nông sản sạch VN nha. Trước tiên là để vào thì có đường dẫn là nông sản sạch VN.com xe QP admin. View với bát thì mình có gửi qua email. Đây. Mình sẽ để đăng bài viết á thì mình vào blog chọn add new xem on blog là có những bài gì nè, có bài nên kinh doanh cây mắc ca nè, đây là bài này hello world, bài này mình xóa đi, mình sẽ đăng một bài khác nữa. Bài đây là tiêu đề của bài viết, nó sẽ nằm ở đây. Điền có nên kinh doanh cây cà phê không? Đây là phần nội dung của bài viết. Cái này là mình chỉ test thôi, demo thôi. Mình sẽ chọn nó thuộc thuộc mục nào, mục cây giống chẳng hạn, hoặc mục dược liệu, cây giống đi. Rồi sau đó là mình sẽ chọn cái hình ảnh ngoài này này. Để làm sao để đăng hình ảnh. Và mình nhấn vào Add Media, mình chọn Upload File, và mình chọn Upload File, mình chọn File, file này chẳng hạn. Đây. Sau khi chọn file thì mình nhấn vào đó, đây là kích thước lớn nhất của file. Mình chèn hình như vậy thôi, đơn giản. Còn muốn canh trái canh phải thì đây thì cũng có đây. Rồi muốn chữ A chỉnh phông chữ, chỉnh đây màu chữ. Rồi sau đó là mình chọn cái hình ảnh ở ngoài đây nè, là mình cũng nhấn vào đây và chọn up. Mình cũng thể up file mới hoặc là mình sẽ chọn một cái hình ảnh có sẵn, chọn set as feature in main. Rồi sau đó mình sẽ nhấn public là nó sẽ ra ngoài đây, và đây là bài viết. Tiếp theo là pay pay tức là những cái file gọi là file cố định á, tức là nó không nằm trong cái đám này, nó sẽ thường là những file giống như là file liên hệ, file tin tức, file liên hệ, file thông tin giới thiệu về 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 website thì nó nằm ở đây, xóa nó đi, thì nó là pay. Cái này thường thì chỉ có trang liên hệ với lại trang giới thiệu thôi. Còn ngoài ra nếu mà muốn làm sale nữa thì có thêm trang điều khoản sử dụng hay là chính sách giao hàng vân vân, thì nói chung là một vài trang vậy thôi, thì cũng tương tự giống y hệt trang bot thôi, nó không khác gì hết đó, nó y hệt. Tiếp theo là tạo tài khoản đây. Để mình tạo thêm một cái tài khoản khác cho ví dụ cho nhân viên sử dụng, nhân viên đăng bài, mình vào đây chọn Add New. Đó, mình điền tên đăng nhập, email, rồi password, rồi chọn quyền admin này, quyền chỉnh sửa bài viết này, quyền viết bài này, quyền đóng góp bài viết. Rồi Rồi còn ví dụ mấy cái code thì đừng đụng vô nha. Ok. Để chỉnh số điện thoại với địa chỉ này. Vào chỗ này chọn Customizer. Chọn header info đây,
mình điền số địa chỉ của công ty vô, điền địa chỉ của công ty vô đây nữa. Còn phía dưới còn cái phía dưới đây cũng điền ở đây vô, điền số điện thoại, điền email vô, vậy là xong. Social, điền link fanpage vô, Twitter, Google Plus, link LinkedIn, mình điền vào đây, mình điền vào đây vậy thôi. À, phần giới thiệu này nè, phần giới thiệu này mình cũng ở trong phần customizer và phần footer area. Mình có footer area, mình sẽ có phần giới thiệu đây, nông sản sạch là gì đây, thì mình điền vào đây là được rồi, vậy thôi. Cảm ơn.